Quang Hùng kính chào quý vị khán giả của channel Quang Hùng Video. Bây giờ là 7 giờ thứ ba ngày 30 tháng 7 năm 2024. Quý vị đang đến với phần Evening News và sau đây là những bản tin nổi bật trong ngày. Hai ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ rút lui. Hoa Kỳ cho biết việc bắt đầu áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc sẽ bị trì hoãn. Số lượng việc làm tại Mỹ giảm nhẹ vụ cháy rừng tại california tiếp tục lan rộng đến thành phố los angeles giá nhà tại khu vực dallas forward tiếp tục tăng chậm chạp vụ giết người tàn bạo ở denton và sau đây là những bản tin chi tiết khởi đi từ những bản tin hoa kỳ tin hoa kỳ hai ứng cử viên phó tổng thống của đảng dân chủ đã rút lui cuộc đua vào chức phó tổng thống của bà Kamala Harris đã thu hẹp với việc các ứng cử viên như thống đốc North Carolina Roy Cooper và thống đốc Michigan Gretchen Whitmer đều rút lui vào thứ hai vừa qua. Quyết định quan trọng này đang trở thành trung tâm chú ý từ khi phó tổng thống Harris trở thành ứng cử viên dẫn đầu Đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới việc chọn phó tổng thống có thể được sử dụng để cân bằng danh sách ứng cử viên tổng thống nhằm thu hút đa dạng cử tri. Và bà Harris đang xem xét một danh sách gồm chủ yếu các ứng cử viên nam và trắng. Ông Cooper đã rút lui khỏi danh sách ứng viên phó tổng thống của Harris trong một tuyên bố vào thứ hai vừa qua. Tôi rất vinh dự khi được xem xét cho vai trò này, nhưng đây không phải là thời điểm phù hợp cho North Carolina. Và với tôi, có thể trên đường vào danh sách quốc gia. Trong khi đó, Whitmer cho biết trên chương trình CBS Morning cùng ngày rằng bà không phải là một phần của quá trình đánh giá cho đối tác chạy đua cùng với bà Harris. Bà Harris đã nghỉ ngơi khỏi chiến dịch vào cuối tuần này và đã có một cuộc đàm phán riêng tư với một số ứng cử viên, bao gồm thống đốc Pennsylvania George Shapiro, theo hai nguồn tin quen thuộc cho biết. Hoa Kỳ cho biết việc áp dụng thuế quan mới đối với Trung Quốc sẽ bị trì hoãn ít nhất 2 tuần nữa. Tin từ Washington, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTO cho biết vào thứ Ba rằng một số mức tăng thuế đáng kể của Mỹ đối với một loạt các hàng nhập cảng từ Trung Quốc, bao gồm xe điện và pin, chip máy tính và các sản phẩm y tế sẽ bị trì hoãn ít nhất 2 tuần. USTO cho biết vào tháng 5 rằng những mức thuế này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 nhưng văn phòng này cho biết vẫn đang xem xét 1.100 bình luận đã nhận được và hiện dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 8. Văn phòng cũng thêm rằng các mức thuế mới sẽ có hiệu lực khoảng 2 tuần sau khi quyết định cuối cùng được công bố. Tổng thống Joe Biden vào tháng 5 đã quyết định giữ lại các mức thuế được đặt ra bởi người tiền nhiệm đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump, đồng thời tăng cường các mức thuế khác, bao gồm việc tăng gấp 4 lần thuế nhập cản đối với xe điện của Trung Quốc lên trên 100% và tăng gấp đôi thuế chip bán dẫn lên 50%. USTO cũng đã tìm kiếm ý kiến về việc liệu mức thuế đề xuất 25% đối với khẩu trang y tế, găng tay và mức thuế 50% đối với ống tim có nên cao hơn hay không washington đang đầu tư hàng trăm tỷ mỹ kim và các khoản trợ cấp thuế năng lượng sạch để phát triển các ngành công nghiệp mới như xây điện và năng lượng mặt trời ở mỹ và đã cho biết năng lực sản xuất dư thừa do nhà nước trung quốc điều hành trong các lĩnh vực này đe dọa tính khả thi của các công ty mỹ các mức thuế được đưa ra nhằm bảo vệ việc làm của người mỹ thoát khỏi nguy cơ tràn ngập hàng nhập cảng giá rẻ từ trung quốc số lượng việc làm tại Mỹ giảm nhẹ, người tiêu dùng bi quan về thị trường lao động. Tình tự Washington, số lượng việc làm tại Mỹ đã giảm nhẹ vào tháng 6 và dữ liệu của tháng trước đó đã được điều chỉnh, tăng, cho thấy thị trường lao động tiếp tục chậm lại từ từ mà không có nguy cơ bị suy yếu nhanh chóng. Tuy nhiên, nhận thức của người tiêu dùng về thị trường lao động lại đang xấu đi. Một cuộc khảo sát từ Conference Board vào thứ Ba cho thấy Tỷ lệ người tiêu dùng coi việc làm là khó kiếm đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua. Tỷ lệ những người tin rằng việc làm không nhiều cũng cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Tỷ lệ thất nghiệp tăng trong 3 tháng qua đã gây ra lo ngại về sự yếu kém của thị trường lao động và sự mở rộng kinh tế tổng thể. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang FED đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày vào thứ ba và dự kiến sẽ giữ mức lãi suất qua đêm của ngân hàng trung ương trong khoảng 5.25% cho đến 5.50%. Mức này đã được duy trì từ tháng 7 năm ngoái. Nancy Vanderhausen, nhà kinh tế hàng đầu của Mỹ tại Oxford Economics cho biết, thị trường lao động đã hạ nhiệt trong vài tháng qua, nhưng không yếu. Tuy nhiên, đó là kịch bản mà FAD muốn ngăn chặn, và chúng tôi dự kiến FAD sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 số lượng việc làm là một thước đo nhu cầu lao động đã giảm 46.000 công việc xuống còn 8 triệu 184.000 vào ngày cuối cùng của tháng 6, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động. <laughs> Vụ cháy rừng dữ dội ở California lan rộng hơn đến thành phố Los Angeles. Vụ cháy rừng lớn nhất ở Mỹ đã lan rộng gần 600 dặm vuông vào sáng hôm nay, lớn hơn thành phố Los Angeles đã hơn 5.000 lính cứu hỏa từ khắp tiểu bang California và các tiểu bang khác đang làm việc suốt ngày đêm để cố gắng dập tắt đám cháy Park Fire đang bùng phát ở thung lũng trung tâm của tiểu bang, khoảng 90 dặm về phía bắc của Sacramento. Đám cháy đã lan rộng đến 383.600 mẫu Anh, trở thành vụ cháy rừng lớn thứ năm trong lịch sử tiểu bang California. Đám cháy Park Fire được tiếp nhiên liệu bởi cỏ khô, bụi rậm và gỗ đang di chuyển nhanh chóng. Đám cháy này có nhiều nhiên liệu dễ cháy và khó tiếp cận. Chu vi đám cháy dài 260 dặm, việc đưa nhân viên vào đó qua địa hình này có thể mất từ 2 đến 3 giờ. Thời tiết chỉ mang lại khả năng rất nhỏ, có một cơn giông hiếm hoi vào hôm nay. Nhà khí tượng học Aston Robinson Cook của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết sau đó sẽ không có mưa và thời tiết nóng và cực kỳ khô sẽ trở lại nhiệt độ sẽ đạt 100 độ F vào thứ tư và mức cao có thể duy trì ở mức đó cho đến thứ hai tuần tới. Đám cháy Park Fire chỉ được khống chế 14% vào thứ ba, đã buộc phải di tản hơn 4.000 người và đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 192 cấu trúc. Jeremy Hollingshead, người phát ngôn của Cal Fire, cho biết những đám mây khói kéo dài đã khiến cho 41 trực thăng dùng để thả nước và hóa chất chống cháy không thể hoạt động. Trong khi đó thì ở Vermont lũ lụt dữ dội sau đợt mưa lớn. Những người ứng cứu khẩn cấp đã bắt tay vào hành động vào sáng sớm hôm nay để cứu người dân ở các khu vực ngập lụt ở phía đông bắc Vermont, gây ra lũ lụt nguy hiểm lần thứ hai trong vài tuần qua. 10 đồ cứu hộ ở các hạt Caledonia và Essex là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi đã phát cảnh báo lũ quét khẩn cấp về lũ lụt thảm khốc và cơn bão đã gây ra lượng mưa lên tới vài inch chỉ trong vài giờ. Theo cơ quan thời tiết quốc gia tại Vermont, đã gần 7 inch nước mưa đã rơi ở St. Johnsbury, Vermont chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, là một lượng mưa được coi là hiếm có. Hơn 8 inch nước mưa đã rơi cho đến nay, và đây là một trong những tổng lượng mưa cao nhất trong những ngày lịch sử của tiểu bang. Các đội cứu hộ văn đang ở trong khu vực vào hôm nay để ứng phó với các cuộc gọi cứu hộ tiềm năng bổ sung suốt cả ngày, với khả năng mưa nhiều hơn vào buổi chiều và tối nay, Nước lũ đã cuốn trôi các con đường và một số đoạn đường quốc gia đã bị đóng cửa. Một đội đã lên đường để khảo sát thiệt hại, bao gồm khá nhiều thiệt hại về cấu trúc cũng như đường xá. Đây là trận lũ lụt thảm khốc thứ ba tấn công Vermin trong hơn một năm qua. Có hơn 100 người đã được cứu hộ và ít nhất một người bị thiệt mạng vào đầu tháng 7 sau khi tàn dư của cơn bão Biro dội xuống tiểu bang này. Khu vực Đông Bắc Vermin và các phần khác của tiểu bang cũng đang phục hồi từ trận lục lớn cách đây hơn một năm. Trận lục năm ngoái đã gây ra nhiều thiệt hại về đường và cầu, sạt lở đất và bùng dẫn đến thiệt hại đáng kể về tài sản cũng như mất mát. Nợ quốc gia của Mỹ đã vượt 35.000 tỷ Mỹ Kim, lập kỷ lục mới. Tin từ Washington, nợ quốc gia của Mỹ đã vượt qua mức 35.000 tỷ Mỹ Kim lần đầu tiên trong lịch sử của quốc gia. Dữ liệu do Bộ Tài chính chia sẻ cho thấy tổng nợ quốc gia đã đạt trên 35.000 tỷ Mỹ Kim vào thứ hai. Cột bốc này chỉ đến vài tháng sau khi vượt qua ngưỡng 34.000 tỷ vào đầu tháng Giêng năm 2024. Những sự kiện gần đây đáng chú ý đã gây ra sự tăng đột biến lớn trong nợ quốc gia, bao gồm các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, cuộc suy thoái năm 2008 và đại dịch COVID-19, theo Bộ Tài chính từ năm tài chính 2019 đến năm tài chính 2021, chi tiêu đã tăng khoảng 50%, chủ yếu do đại dịch. Điều này bao gồm việc cắt giảm thuế, các chương trình kích thích, tăng chi tiêu của chính phủ và giảm doanh thu thuế do thất nghiệp lan rộng. Việc Mỹ vượt qua tổng nợ 35.000 Mỹ Kim diễn ra khi nợ công là một thước đo được các nhà kinh tế ưa thích loại trừ nợ trong các tài khoản nội chính như là quỹ tính thác an sinh xã hội, dự kiến sẽ đạt 99% quy mô tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ trong năm nay. Maya Magyuniak, chủ tịch của Ủy ban Ngân sách Liên bang, trách nhiệm phi đảng phái cho biết trong một tuyên bố, tin tức này rất đáng lo ngại và hoàn toàn không bất ngờ đối với bất kỳ ai đã theo dõi hành trình tài chính của chúng ta. Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái viết tắt là CBO đã dự đoán rằng nợ công sẽ đạt mức kỷ lục hơn 106 GDP vào năm 2027, phá kỷ lục gần 80 năm được thiết lập vào năm 1946, khi Mỹ đang trong quá trình giảm quân sau đề nghị thế chiến. Các chương trình chi tiêu bắt buộc bao gồm an sinh xã hội và Medicare đã làm trầm trọng thêm xu hướng đó, với các chương trình an sinh xã hội đối với chi phí tăng do dân số Mỹ đang già đi quốc hội và người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ phải đối mặt với một loạt các thời hạn tài chính vào năm tới. Thời hạn đầu tiên sẽ đến vào ngày 1 tháng Giêng năm 2025, khi việc tạm ngừng giới hạn nợ hiện tại sẽ hết hạn. Điều này sẽ buộc các nhà lập pháp phải tranh luận về việc tăng hoặc tạm ngừng trần nợ và có thể thực hiện các cải cách tài chính, trong khi Bộ Tài chính sử dụng các biện pháp đặc biệt để tránh vỡ nợ trong khoảng thời gian vài tháng. 36% người Mỹ đã tránh các khu vực công cộng vì lo sợ nổ súng hàng loạt. Một khảo sát mới tiết lộ rằng 36% người Mỹ thừa nhận đã tránh các nơi công cộng hoặc các sự kiện lớn vì sợ bị nổ súng hàng loạt. Báo cáo được công bố bởi ProTrainin khảo sát 1.000 người Mỹ từ nhiều nhóm dân cư khác nhau để đánh giá nhận thức và thái độ của công chúng đối với bạo lực súng đạn tại Hoa Kỳ. Phân tích cũng cho thấy rằng các thế hệ trẻ hơn và phụ nữ có khả năng cao sẽ tránh những nơi này nhiều hơn, nổi bật các mức độ lo ngại khác nhau giữa các nhóm dân cư khác nhau. Đa số người trả lời cho biết rằng tin tức về bạo lực súng đạn làm tăng đáng kể sự lo ngại về an toàn trong môi trường hàng ngày của họ. Ngoài ra, hai trong mỗi ba người nói rằng họ không đồng tình với cách chính phủ Hoa Kỳ hiện tại giải quyết vấn đề phòng chống bạo lực súng đạn. Mặc dù sự không đồng tình này có sự nhất quán giữa các nhóm tuổi khác nhau, nhưng nhóm trẻ tuổi không đồng tình với cách chính phủ giải quyết hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Ngoài ra, 71% người tham gia khảo sát cho biết họ tin rằng luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn có tiềm năng ngăn chặn bạo lực súng đạn. Trong khi đó, 58% trả lời nói rằng họ cảm thấy cơ sở hạ tầng sức khỏe tâm thần hiện tại ở Hoa Kỳ là không đủ để giải quyết chấn thương do bạo lực súng đạn gây ra. Tính đến thứ hai, đã có 318 vụ nổ súng hàng loạt được báo cáo. Vụ nổ súng hàng loạt được định nghĩa là một vụ nổ súng có ít nhất 4 nạn nhân bị bắn, dù bị thương hay thiệt mạng. Và mời quý vị đến với phần tin địa phương Dallas Forward. Giá nhà tại khu vực Dallas Fort Worth tiếp tục tăng chậm chạp. Giá nhà tại Dallas Fort Worth đã tăng 2,6% vào tháng 5 năm 2024 so với năm trước. Con số này chỉ bằng chưa đến một nửa mức tăng 5,9 hàng năm trên toàn quốc. North Texas đã là một thị trường tương đối im ắng trong năm nay đối với mức tăng giá và đã bị tụt lại gần như tất cả các đô thị lớn được theo dõi trong chỉ số thị trường nhà ở trong số 20 khu vực đô thị lớn mà Casella theo dõi, thì New York báo cáo mức tăng giá hàng năm cao nhất lên đến, đến 9,4%. Tiếp theo là San Diego 9,1%. Sự tăng giá chậm chạp này đến sau khi Dallas-Fort Worth đã có một số mức tăng giá nhà lớn nhất trong cả nước trong hầu hết các năm 2021 và 2022 với mức tăng giá hàng năm lớn hơn 10% cho đến 20%. Từ tháng 4 đến tháng 5, Dallas báo cáo mức tăng giá chỉ có 0,7%. Chỉ số Cašeler là một sự trung bình di chuyển 3 tháng so sánh sự thay đổi giá bán của các tài sản qua thời gian để cung cấp một bức tranh chính xác hơn về xu hướng thị trường. Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đầu tháng này cho biết có khả năng là cục dự trữ liên bang sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Tuy nhiên, sự cắt giảm này không phải là một sự tương quan chính xác đối với thay đổi lãi suất thế chấp. Nếu nhu cầu tăng, giá vẫn có thể giữ vững. Nếu lãi suất không thay đổi, giá có thể giảm. Trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 7, lãi suất trung bình cho một khoản thế chấp 30 năm là 6,78%. Đó là mức không thay đổi so với tuần trước, nhưng đã giảm gần nửa điểm phần trăm so với mức đỉnh đầu vào năm nay, theo người mua thế chấp Phil người đàn ông bị bắn khi ăn cắp xe tải được phát hiện chết vào ngày hôm sau. Một người đàn ông đã được phát hiện đã chết vào ngày hôm sau khi ông ta cố gắng ăn cắp một chiếc xe tải và chủ xe đã bắn vào ông ta. Như tình đã đưa, vào ngày 7 tháng 7, các sĩ quan đã đến hiện trường sau một báo cáo về một vụ tai nạn tại khu 2600 đường Busy Woodland. Khi các sĩ quan đến, họ phát hiện một chiếc xe tải và đã va chạm với một cột tiện ích chủ xe đã nói với các sĩ quan rằng anh ta đã bắn vào xe của mình khi ai đó đang ăn cắp nó không có ai trong xe tải khi nó được phát hiện nhưng cảnh sát đã tìm thấy dấu vết máu ở bên trong các sĩ quan đã không tìm thấy bất kỳ người bị thương nào trong khu vực xung quanh và các bệnh viện địa phương cũng không báo cáo bất kỳ nạn nhân nào bị bắn khi các sĩ quan quay trở lại khu vực gần vụ tai nạn vào ngày hôm sau các thám tử đã tìm thấy một người đàn ông đã chết Văn phòng giám định y khoa hạt Dallas đã xác định người đàn ông là Mascot Rodriguez, 45 tuổi. Benson Ford, người phát ngôn của thành phố Lancaster, xác nhận rằng người đàn ông đã chết vì vết thương do đạn bắn. Cuộc điều tra đã được chuyển giao cho văn phòng biện lý quận. Vụ giết người tàn bạo tại Denton Tin từ Denton Cảnh sát Denton đang điều tra một vụ giết người tàn bạo khiến cho một phụ nữ 20 tuổi bị thiệt mạng. Sự việc xảy ra vào tối thứ ba tuần trước tại một ngôi nhà ở số 3700 đường Holland Lane, phía đông thành phố. Cảnh sát đã tìm thấy Dylan Gilly, 20 tuổi, bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết mặc dù đã nỗ lực cứu sống, nhưng cô ta đã tử vong tại bệnh viện. Văn phòng giám định y khoa quận Thuê Đen kết luận Gilly tử vong do bị thương, do bọt sắc nhọn gây ra và bị siết cổ. Văn phòng vẫn chưa xác định nghi phạm nào nhưng cho biết họ không tin có mối đe dọa thực sự nào đối với công chúng. Bất kỳ ai có thông tin về tội phạm được yêu cầu liên lạc với thanh tra Jackmin Badiru theo số 940-349-7977. Giờ mời quý vị cùng đến với tin Việt Nam. Tin từ Lạng Sơn Mưa lớn nhiều giờ, nước đã ngập sâu ở quốc lộ 1. Những cơn mưa lớn từ sáng 30 tháng 7 đến tận chiều tối khiến cho nhiều đoạn đường trên quốc lộ 1 hướng lên cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn bị ngập sâu. Đến 6 giờ chiều ngày 30 tháng 7, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đưa hình ảnh từng đoàn xe container, xe hơi và xe máy của người dân đã vất vả đi qua quốc lộ 1 hướng về cửa khẩu Hữu Nghị đoạn qua thành phố Lạng Sơn trong dòng nước đục ngầu, lực lượng chức năng phải đội mưa, phân luồng giao thông cũng như hướng dẫn các xe di chuyển an toàn. Một người dân tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn cho biết, cho đến chiều tối 30 tháng 7, mưa đã tạnh nhưng nước vẫn ngập ở nhiều nơi, có chỗ đến ngang thân người. Mưa từ khoảng 8 giờ sáng cùng ngày kéo dài liên tục trong vài tiếng đã khiến nước bị ngập úng. Đến khoảng 6 giờ rưỡi, nước vẫn đang rút. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho đến 4 giờ chiều ngày 30 tháng 7, nhiệt độ tại Lạng Sơn trung bình là 25 độ C, trời mưa. Dự báo thứ tư, ngày mai trời vẫn nhiều mây và có mưa. Theo các báo cáo nhanh của một số tỉnh miền núi phía Bắc, mưa lớn từ ngày 29 đến 30 tháng 7 đã gây thiệt hại về người, tài sản, ngập lụt ở một số địa phương như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Điện Biên. Cá chết bất thường ở hồ Xuân Hương, Đà Lạt tin từ Đà Lạt. Vào sáng ngày 30 tháng 7, nhiều người dân đi ngang Hồ Xuân Hương đã phát hiện cá chết hàng loạt. Chỉ riêng buổi sáng ngày 30 tháng 7, công nhân của công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt đã đưa đi hơn 100 kg cá chết. Một số người đi câu cá cho biết cá chết ở Hồ Xuân Hương bắt đầu khoảng vài ngày sau đợt mưa kéo dài tại Đà Lạt. Các loại cá chết phần lớn là cá mè, cá chép, lóc trê có con trọng lượng lên đến trên 2 kg. Do số lượng cá chết quá nhiều, công nhân vẫn chưa thể thu gom hết toàn bộ, khiến một số vị trí cá chết bốc mùi hôi. Một công nhân đang dọn dẹp số cá chết dạt vào bờ Hồ Xuân Hương cho biết việc dọn xác cá vẫn đang tiếp tục, cá dạt vào bờ đến đâu, công nhân thu gom đến đó. Theo giới hữu trách thành phố Đà Lạt, cá chết ở Hồ Xuân Hương sau mưa là bất thường. Cá trên Hồ Xuân Hương cũng đã có nhiều lần chết, nhưng chủ yếu là vào mùa nắng, khi oxy bảo hòa trong nước bị giảm. Tuy nhiên, thành phố Đà Lạt chưa ghi nhận trường hợp cá chết hàng loạt vào giữa mùa mưa như năm nay. Sạt lở ở tuyến kênh La Ghi, Vĩnh Long tuyên bố tình huống khẩn cấp. Ngày 30 tháng 7, giới chức tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở trên tuyến kênh La Ghi thuộc ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long với chiều dài 220m, mức độ sạt lở nguy hiểm. Trước đó vào lúc 2 giờ ngày 19 tháng 7, khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở xảy ra trên tuyến kênh La Ghi. Trong đó, đoạn đã sạt lở sụt lún dài đến 25 m ăn sâu vào đất liền từ 4 tới 5 m Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc đã làm sạt lở 25 m đoạn bờ kè bê tông và sụt lún một phần đường giao thông. Đoạn có nguy cơ sạt lở thêm khoảng 195 m làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của 15 gia đình với 51 người và khoảng 50 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Giới chức tỉnh Vĩnh Long đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ, kịp thời thông báo cho người dân trong khu vực về tình hình sạt lở và thường xuyên theo dõi diễn biến này. Bốn chiếc tàu cá bị cháy khi đang neo đậu ở cảng Ninh Chữ, tin từ tỉnh Ninh Thuận, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân của bốn chiếc tàu cá bị cháy khi đang neo đậu tại cảng cá Ninh Chữ ở Ninh Thuận. Đến khoảng 3 giờ chiều ngày 30 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận mới dập tắt được ngọn lửa làm cháy bốn tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại khu vực tại cảng Ninh Chữ thuộc huyện Đinh Hải. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tàu cá bị cháy và thống kê thiệt hại. Trước đó vào khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, một số ngư dân vá lưới ở khu vực cầu cảng mới Ninh Chữ phát hiện khói bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu tại cầu cảng liền tri hô. Sau đó, lực lượng chức năng tại cảng Ninh Chữ đã dùng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy của cảng để cứu chữa các tàu bị cháy. Tuy nhiên, gió lớn đã khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và lan sang các tàu bên cạnh. Và dạ, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Evening News hôm nay do quang hùng phụ trách. Evening News được phát đi vào 7 giờ tối mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Chúng tôi kính chúc quý vị khán giả một đêm bình an và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau. Xin kính chào.